Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Lâm Gaming. Hôm nay thì tụi mình sẽ tiếp tục cái con game Devolve. Và lần này là tập 2 và tụi mình sẽ chơi ở map 2 nha các bạn. Vĩ với Hiền Tú mới chơi con game này lần đầu luôn các bạn. Bây giờ tính sao đây ta? Ây da. F để mở đèn. Để nói sơ và anh có tìm hiểu sơ thì nhiệm vụ của mình á, để giết được con quỷ là chúng ta sẽ bắt 10 con chuột và thiêu sống nó. Hiểu chưa? Nó kiểu như giống phần 1 của tụi anh vậy, mà mấy đứa mà chưa chơi thì bây giờ chơi thử cho biết. Đại, đầu tiên hướng đạo sinh cho hai đứa đi Đại. Tú đã biết những phím tắt cơ bản di chuyển rồi chưa em? Biết rồi, quá dễ. Rồi, và mình bấm che để mình lượm đồ. Và chứ cờ gà để mình giục đồ ra hay em? Ok chưa? Còn làm biết sao nữa kìa. Bấm E để nhặt đồ và bấm G gà để giục đồ. Ok chưa? Hiểu. Rồi, ấn ship để chạy nhanh. Rồi ok. Ví dụ có con quỷ bấm chuột phải là giết con quỷ đó. Đúng rồi. Con này có xem video tập trước. Hay. Bánh cứng mà. Hiện tại thì mình anh nghĩ đây là một cái bệnh viện hay sao ta? Cái này là Ê, có thằng nào ở trong? Có thằng nào ở trong đây nè. Ôi, ở đây mở cửa. Ủa, bóc lặng thôi cha ơi. Mở được. Ê, có cái chìa khóa kìa. Lấy lại. Find his keepers. Bên đây mở được không? Cha nhà mình tiếp xe sáng được không? Cha nhà mình đi mọt. Ê, có chuột kìa. Ồ. Hả? Nè, có cầu chì nè, có cục cầu chì nè. Lấy đi, lấy đi, lấy đi. Em nghĩ cái cửa này em có thể mở được à? Mở đi, mở đi. Mở được thì. Ồ. Oh my god. Có cái đống lửa lúc đầu giới thiệu nè mọi người ơi. Không, mình cứ giục đại cục và mấy đứa cứ tẻ nhau ra đi. Và sau đó mình gom mấy cái cục Câu chi. Gom lại. Chi ai kêu à? Đại ơi. Gì? Đi chung tao đại, tao sợ quá đại. À anh thấy chuột rồi, anh thấy chuột rồi, nãy mới đục cái hùng ghét rớt miếng chuột ra. À vậy em nghĩ là anh thả chuột ra đó. Wow, anh đang xuống một cái tầng hầm mấy đứa ơi. Cứ giục lại đi chứ. Ơi, mấy đứa ơi, xuống đây nè. Xuống hầm nè, anh thấy có cái này bất ngờ cho mấy đứa nè. Hầm đâu? Đây nè. Cái chỗ đóng lửa chạy nãy nè, để qua đây, không? Qua đây à. Thấy dạ dơ, Đây nè, đây nè. Sao nói dạ dơ vậy? Anh là tu sĩ nha. Đi. Đây. Bất ngờ chưa? Gì vậy? Oh, well. Cái gì đấy? Ờ, nghe nó nói chết luôn à. Nghe nó hở vậy luôn. Để em leo lên em nằm với bà. Gạt cầu chì vậy anh nghĩ là để anh nghĩ là mình để cái cục cầu chì ở đây nè. Sau đó kiếm cái còn cần gạt mấy đứa. Ở đây có cục nữa. À đây. Oh, nạp pin à, hay này. Ủa nạp, ôi sao nạp pin được hay vậy? Bấm E vô anh ơi. Cái cục bơi cục cầu chì á. Rồi, hiểu rồi. Cái chỗ gạt là chỗ nào vậy? Anh thấy bên đây nè, cái chỗ gạt bên đây nè. Cái cửa không? Đến kìa, anh kẹt thử luôn. Ai kẹt rồi? Ôi, cái gì vậy? Cái gì kìa? Thôi mà. Xin lỗi. Lỡ ấn nhầm. Ấn nhầm. Sao Đại ơi. Có ai bật đèn được không? Đặt đèn. Ôi sáng rồi. Sáng rồi. Ở đâu? Ủa bá đi đâu rồi? Ở đâu? Ủa cái nào mình thả bá ra không? Anh nghĩ là mình đã thả bá rồi đó. Hả? Để hai cục ngay chỗ đóng khoang nè. Rồi, anh thấy cái bà mà mình thả ra mà mấy đứa ơi. Chích điện quá đi anh. Chỉ tắt mic hay gì mà không nghe tiếng dĩ ta. Em xuống dưới đây cái em nổi da gà lên luôn rồi. Trời đi lên lại. Cỡ đó chứ mà anh bị hù chứ anh đái luôn. Có luôn, anh nghĩ là có đó. Ừ quá. Ủa bấm xíu chạy nhanh lên anh Dĩ. Chạy đi ghề với anh. Có sợ mày. Nhận lấy nào. Anh sáng thằng hội. À. Anh sáng thằng hội. Oh shit. Anh sáng chư Phật. Đi. Con tiểu yêu này anh sáng chư Phật. Được kìa, nhiều quá vậy. Ánh sáng mười phương. Ta có gì chư Phật lắm. Ê, có chuột đúng không? Ê, đó kìa, đó kìa. Đây nè. Đó đâu? Ta dục cây cho nó ăn. Đó đâu? Ừ. Đi đâu? Đi qua đây. Ăn đi con ơi, ăn chè. Đúng rồi, ăn đi con. Ủa, mày đứng đâu hả? Tôi này. Còn con chuột nào trong đây không? Đấy, ê, nó nè. Đây. Bên đây. Chẳng ngại, thả lợi thả nó ra, thì lấy cái viên lợi thả nó ra. Chấm hỏi. Con trên đây nè. Anh ăn ơi. Em có con chuột rồi nè, mình đốt nó thử không? Đi, chị hả? Chị đâu rồi? Đốt thử coi phản ứng như thế nào nè. Giống như phần 1 vậy đó. Bỏ lên nè. Bật nha. Đốt rồi.
Ơi bác. Ê, nghe. Bà la kìa. Bà la dữ vậy. Bà đào đớn. Anh nghe. Ủa qua ai nè. Không biết tiểu yêu á, tiểu yêu. Gì vậy? Ôi sao không vậy rồi? Không mà. Kệ quá. Hết hồn la áo. Ê bà kìa, bà kìa. Bà nhanh lắm hay gì trên hình bà đi chậm đi. Ai ghẹo gì bạn, tôi đâu có đụng bạn đâu. Ai ghẹo bạn. Ê, cái áo thằng chị hay mặc nè. Mấy đứa bên đây hả? Đây. Bỏ cái áo quen quen nè. Nãy nãy chạy mà qua đó thấy cái áo. Nè, đứa nè, nãy ơi. Nãy hả? Hay nha. Bên trái và một cái phòng đi vào bên trong mà mình gặp cái anh người mẹ. Ủa, mã ghê, da gà đổi hết rồi. Đem đâu rồi, cứu tôi đi ơi. Ủa? Ăn đi con. What the hell? Nhoi. Rồi, bắt cái đuôi nó. Con chạy xuống dưới đi. Đi. Hồi nãy con kia nó hù tao ghê lắm. Phải đi cà lết chứ sao chứ. Má chưa ăn tao nhiều hư của chim mít chồng nghe. Chuyện nó điên mà, anh đi xuống đây bình thường, không sao hết. Ê, cái gì vậy? Mà không cắn, mà không có gì. Má chuyện nó điên mà, anh đi xuống đây bình thường. Chết. Chạy, trốn rồi, bỏ bị trốn rồi, chạy đi. Chạy xuống hầm, căn cứ anh em để lên. Anh có con chuột rồi nè, anh em cũng có hả? Đi. Em có. Ủa nãy mình nhảy rồi. Nhảy xuống đây rồi. Xuống rồi nè. Đủ mấy cái chì rồi nha. Em lụm cái cuối rồi. Ok, đốt đi. Bây giờ mấy đứa là tu sĩ hợp khủ rồi đó. À, đi. Anh em đâu rồi? Ê, em với anh đi chung đi. Khốn quá à. Mình nhanh con lẹ đi. Rồi. Mình nhanh con lẹ đi. Bắt kìa. Trời ơi, đừng mà. Chạy. Nhiều tiểu yêu quá vậy hả? Ông ơi, kìa, phụ tôi nè. Tao gọi thấy bà mày nè con. Vĩ rồi. Sợ quá trốn ở đây nãy giờ. Trời ơi, chơi game thích cơm nè. Mới cầm được đồ xuống đây nè. Cầm đồ gì? Tao cầm hết rồi. Mới cầm đồ ăn, nó làm cái gì vậy? Anh cầm đồ ăn, nó làm gì vậy? Nghi lễ thiên tế bắt đầu. Đó. Đó. Em coi dĩ kìa. Nằm phía vô. Ê, cái gì vậy? Bách hồn. Ủa, cái mặt thấy ghê lắm. Dĩ đi rồi. Em đang nói chỗ nào em không biết luôn mọi người ơi. Bà giấu em rồi. Bách dĩ rồi đúng không? Bách dĩ rồi. Bảo đầu. Bình thường gì? Thắt đèn. Mình không thấy bả là bả không thấy mình. Kẹt cái đập pin liền luôn nha, dễ đẹp lẹt kẹt. Cái pin. Ê, chính con kìa. Ê, da chính chích mùi thì khó hẳn nha. Giờ, em bỏ cái đồ ăn cho chụp trên. Kẹt, chơi gì á? Chơi. Chạy. Đi rồi. Xuống đây. Bắt chạy đi kìa! Mạnh quá! Bắt này rồi, dẫn bắt! Bay trên lầu nha! Bay nhảy lên lầu kìa! Thôi chết hết rồi! Đúng rồi! Ủa mạnh quá hả? Chết không nổi luôn á. Rồi. 51 phút. Tiêu diệt được 9 trên 10 con chuột là chỉ còn 1 con chuột đó thôi là thắng rồi mấy đứa ơi. Tiếp tục mấy đứa ơi. Ready. Go.
Mình sẽ cố gắng mình đi nhanh nha mọi người. Đây là phải bá đảo mới được nghỉ nha. Anh nghe cần luôn rồi đó. Anh đánh bỏ gì? Nhanh 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 luôn á, nhanh luôn á, video quá dài rồi. Bây giờ bốn anh em của mình sẽ chia nhau ra lượm dụng cụ và để trước trước đống lửa anh ơi, cái đống hàng. Ok. Anh sẽ khẳng hỏi. Mỗi lần mà anh hỏi chỉ ở đâu làm chị được. Em đang ở dưới kho nè anh ơi. Bây giờ đó, lần này em chơi em hết sợ rồi. Được, anh mong lên. Cậu chị dọc xuống dưới kia luôn nha. Cậu chị máu với thức ăn cho chuột. Trời ơi, hết hồn. U lịch dài. Cái gì vậy? Dạ, tao lá đầu quá luôn. À, hết cái cách mà anh gáy quá nha. Ui. Cái da gà nổi kìa. Bả ăn đi hết rồi, da gà nổi luôn kìa. 1, 2, 3, giờ có 4, 5 3, 5, bây giờ thì nhiệm vụ của tụi mình sẽ là gom lại tất cả các nguyên liệu liên quan đến con game này mà. Sau đó thì tụi mình sẽ làm nhanh rút gọn. Có chuột thì giết chuột. Người nào nằm xuống thì tụi mình giải cứu liền luôn. Giờ chơi mà có chiến thuật mới giành chiến thắng. Chơi là lơ mơ là thua. Vậy là chết cục nè. Anh ăn nữa 10. Đấu đi, đấu đi, tốt mất dùng đi. Anh đi cặp trên người nè. Một con. Đó, con. Hai con. Rồi hai con rồi. Ba la rồi. Ở đây 3 4 5. Giờ mình chia phòng ra mỗi người một tầng. Ví dụ người này tầng 1 thì tầng 2, những người kia. Hình như có mấy phòng ở trong cái phòng VIP đi hẳn chứ. Hết không? Ở cái này nè, ở trong đây có hai bình báo nè, hồi nãy anh thấy lúc anh chết. Lấy cái thức ăn cái, có chuột có chổng thì phải, đúng không ta? Mở ra chắc chắn có chuột á. Ôi tầng 1 sao em không thấy mọi người đâu hết vậy? Tầng 2. Có chuột chạy rồi, ngon rồi. Ở đây có hai bình báo nè, còn bình đâu? Bên đây nè. Này chuột ta. Đâu rồi, nó chạy đâu rồi? Cô vợ, em bắt rồi, cô vợ em nha, em cầm chuột rồi nè. Đâu rồi. Đâu còn con nữa, con chạy chuột đâu rồi? Không biết nữa nhưng mà em bắt một con rồi. Từ. Ê! Chịu bắn sao kìa, chiêu. Cứ bắt lùi, lùi. Từ. Lùi sau đi, từ. Rồi tiếp. Trời. Mọi người ở đâu vậy? Trời ơi. Không sao, sao? Thả chỗ bắn chỉ về chứ e hả? Ờ, từ. Rồi đó, chụp vô. Bả điên rồi. Bốn con chuột. Từ để nhét cái cầu chì vô. Anh em chuẩn bị soi đèn mã nè, để bắt đi bắt người nè. Lên nè anh em. Từ anh em ơi. Bây giờ mình bắt thêm một lần ba con chuột với lại hai con nữa là được rồi. Ê, gì vậy? Oh, anh chạy tập trước, bye bye. Sao mình đi bắt đầu điên lên vậy? Đâu bắt đầu điên lên vậy? Ra mình gán mình chiếu cho bả tắt hở hai cái được không? Bây giờ bắt thêm một con nữa. Bây giờ tại em cầm con rồi em nấp dưới hầm luôn á. Anh có con nữa nè, anh có con rồi nè. À dạ, ơi lên tâm con khó chơi lắm á. Em bắt được một con nó tiện tại nè. Rồi là con thứ 8 á. Từ đi mở chiếu ca ra. Có 7 con. Đâu gì đâu đi. 7 con, ê không, 7 con là được á, anh em về cover nè. Thì mình dùng để đó thôi. Thì mình bắt 3 con. Mình đốt 7 con đi, còn một con mình ở trên kinh lò hiêu đi. 8 con kiểu nó cũng hơi mạnh lắm á. Đốt đi. Được. Rồi về mỗi nha. Mỗi lần đốt là 3. Mỗi lần đốt là 3 tốn 5 tiền ba la. Tú áp cậu chị vô tốt ta bỏ con này lên cho. Đốt hả? Ông cửa lại liền. Bộ bà. Bà không biết mở cửa hả? Bỏ con đó lên Tú ơi, bỏ nó lên. Từ. Anh đang bỏ rồi. Đốt con anh. Rồi để lên. Để con chú lên nha. Bây giờ mình... Dạ? Bỏ xuống nhanh vậy? Anh xuống ngay cái chỗ, không được rồi. Ủa hả? Ba điên nữa kìa. Nè, xuống rồi. Đi ra chiếu bả. Đi ra tốt. Ủa anh, cứu anh. Anh em mình ra vũ đi, cho anh em đi tìm. Hai con. Ây! Ây
lần này em bị hù mà em cảm xúc em không có gì luôn. Ê, tiếng chuột. Ê, chuột. Mình 8 trên 10 rồi đúng không? Mình còn một con chưa đốt đúng không? Đúng rồi, tem được một con rồi nè. Sao khoai quá ta, hay sắp ti nữa rồi nè. Anh nhốt chuột, anh nhốt chuột được không? Để anh coi anh nhốt chuột được không? Anh đóng cửa phòng lại là anh nhốt được á. Nó có cái lỗ, nó có cái lỗ nhỏ. Ê, ngay đóng được có 3 bình máu nè. Ờ, thiệt kệ, nó chạy mất tiêu rồi mấy đứa. Ô mày gọi. Trời, quý luôn. Ông, nó đây nè, nó đây nè. Cái đồ ăn nó hết vậy. Uống chưa? Đang 8 trên 10 á. Ờ, này không có, này không có. Đem quét dưới lầu cho. Ê, chạy nè, nó nè. Đâu vậy? Đây. Thấy rồi. Rồi, đủ rồi nha, đủ chuột nha. Ê, bà kìa bà. Xuống đi. Xuống đi, đừng sợ. Xuống đi, đừng sợ. Anh đang có giữ chuột không? Không, ở dưới lầu á, chuột ở dưới lầu. Để anh gọi lại nè, cái mời mấy đứa nè. Con chuột của anh ăn để đâu ta? Ở dưới hầm. Bà chạy vô kìa. Bà chạy xuống kìa. Chèo. Dạ, thì cứu anh nè, anh làm chỗ luôn đi, anh làm chỗ luôn đi, cho tú cứu em. Tú cứu cái gì nữa? Rồi, để anh. Anh ăn đâu rồi? Anh đi xuống lượm chuột rồi. Chết rồi, con chuột anh nó chạy đâu rồi? Thì nó chạy mà, nó chạy mất tiêu rồi. Tú, chạy Tú. Đừng. Trời ơi, Tú bị bắt luôn rồi. Cái bà này giờ bá mạnh quá. Nè, em lấy con chuột đi. Anh có chuột rồi nè. Nó đang kế bên tao rồi đại. Không có đồ ăn. Thôi cứu đi. Hết người rồi. Ok. Con ở đâu ta? Con chuột nãy chạy đâu rồi? Để em đi lên kiếm. Thấy đồ ăn rồi. Đâu rồi? Chuột nãy đâu rồi? Đứng ra chặn bả lại cho tao. Rồi ok. Mấy chuột. Đi xuống. Em đi trước rồi. Đi xuống. Cứu ơi, trời ơi, anh giữ chuột mà. Cứu dĩ đi. Trời ơi, không có đồ ăn. Em giữ một con rồi, giờ em cầm em bị mắc. Wow. Cái đồ ăn nè. Đâu rồi anh em, đâu rồi? Lại đây tôi nè. Cầm đi rồi kiếm nó giục xuống. Đâu rồi? Rồi nó bắt chạy xuống rồi kìa, Còn một con nữa. Thấy một con nữa mới được. Một con nữa. Mình sau lưng nè. Đó, cầm cái đồ ăn này đi. Cũng rồi. Nói đâu vậy bay? Nó chơi nè. Nó chạy xuống mình cái gì ơi. Ê, chuột lại. Hay đi, cứ hại ra đi. Anh ơi, vô sảnh lên ơi. Sảnh lẹ lên, con chuột nó ăn nè. Đâu rồi, em cái này sảnh lẹ. Tú, đi. Bà đi chạy xuống á. Tú, đi. Bà đi chạy xuống. Xuống biết cửa lại, Tú bắt đi. Em bắt rồi. Bị bắt rồi. Đi xuống anh ơi, xuống đốt. Thẳng rồi. Xuống đốt anh đi. Để anh đi. Tao giữ con chuột mà. Phải. Ủa? Trời ơi, tự thôi. Tú, đi. Bắt đi chạy xuống á. Tú, đi. Tú bắt đi. Em bắt rồi. Bị bắt rồi. Đi xuống đốt. Thẳng rồi. Xuống đốt anh đi. Để anh đi. Tao giữ con chuột mà. Này đi về, chẳng mà đi về. Ông ăn chỗ trước mặt nè. Không có đồ ăn. Nhưng mà không có đồ ăn. Chấp chốt chút quần áo đây nè. Đồ ăn cho chuột. Ông lần này mình cứu được 4 người rồi nè, giải quyết được rồi. Chuột chứ thằng ơi. Chạy ra luôn kìa. Rồi, chú cho bị bắt đi. Đi. Hai con có đủ. Em bắt được con rồi nè. Chạy xuống hầm đi. Ê, còn con đó. Chạy. Đâu rồi. Nè, trước mặt mày nè. Thế rồi, đi xuống bếp lửa, đi xuống cái hầm trước đi. Giờ chuột ở đâu? Em biết vậy, đang cầm này, đi xuống. Em biết vậy, thằng cầm con nè. Rồi, xuống. Đủ rồi, ngon rồi, win rồi. Bà này, chúng ta phải trừ tà bá thôi, siêu khó bả. Gây căng. Gây căng rồi, để anh hay rồi. Bỏ vô. Rồi, gây căng. Rồi, vậy chứ mới bỏ vô nha. Ê, có vườn vậy nè, nó xuống nó giết vậy ra, đi em chặn lại cho. Rồi, ok. Đấy, chặn lại cho. Đẹp sớm. Ôi chung ơi nha. Hay quá anh em ơi. Ủa? Sao chưa win nữa? Thắng rồi. À. Ơi. Hết cái gì kìa? Nó bị chuyện ngược lại kìa. Sừng luôn rồi. Nó bọc sừng luôn rồi. Mắt quỷ luôn rồi.
sấm sét đó. À, sấm sét bả. Nhờn. Thì lôi tao nè, này thì cắn tao nè. Nhờn không có cho tôi thì. Ù tao nè con. Sấm sét cái này nó làm giá chăn ghê luôn á. Ôi! Dạ ơi! Nó hành quỷ luôn rồi! Nó phải chưa chết! Gì bên trái? Kéo! Trời ơi! Bà chết rồi! Bà chỉ... bà nói những lời từ biệt cuối cùng thôi à! Wow! Tiêu! Hay lắm anh em ơi! Ok, cuối cùng thì sau 3 lượt chơi thì tụi mình cũng đã phá đảo được mới có màn 2 rồi mấy đứa ơi. Còn màn 3, màn 4 nữa. Ok, vậy tụi mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn yêu hết tụi mình và muốn tụi mình chơi con game này nữa vào phần 3 thì các bạn nhớ like, chia sẻ mạnh tay cho tụi mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Đừng có like mạnh tay nha mọi người, mình sợ ma lắm.